Thưa sư, con được biết trong chánh mạng có giới không được bán thịt sống. Vậy thịt thế nào được gọi là thịt sống? Bán thú cưng thì có được gọi là thịt sống không? Ngoài giới này ra còn có các loại tà mạng nào khác mà Đức Thế Tôn ngăn cấm nữa? Thưa quý vị, năm cái nghề mà Thế Tôn nói là tà mạng của người cư sĩ tại gia, quý vị nên hiểu là đó là Đức Thế Tôn thuyết cho những con người ở đó. Những con người ở đó, đó vào thời điểm đó thì họ chỉ có nằm ở trong năm cái nghề này thôi. Chứ còn cái nghề tà mạng nó không có giới hạn ở trong cái con số này. Quý vị nên hiểu cái nghề tà mạng nó như thế này. Thế nào là một nghề tà mạng? Là cái nghề nghiệp mà chúng ta kiếm sống bằng cách làm tổn hại đến chúng sanh khác hoặc làm tổn hại đến cái giới hạnh của mình. Ví dụ như để kiếm sống mà mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì nó là nghề tà mạng. Cho nên ví dụ như có những cái nghề mà mua bán, ví dụ như là bây giờ giả sử nghề mua bán nhà đất, hoặc là nghề marketing mua bán bất kỳ một cái sản phẩm nào đó mà chúng ta phải làm một chuyện, đó là chúng ta phải nói dối về chất lượng sản phẩm, nói dối về những cái cam kết, rồi chúng ta để có được những cái hợp đồng, chúng ta phải ăn nhậu ở trên bàn đàm phán, thì cái nghề đó nó trở thành tà mạng. Rồi có những nghề mà chúng ta không có làm hại, mà đương nhiên thì những cái nghề như vậy thì mình đã xâm phạm đến, ngoài cái chuyện mà mình phá hỏng cái giới hạn của mình còn xâm phạm đến cái quyền lợi của người khác. Do đâu? Do người ta tin về cái lời quảng cáo vượt quá cái chất lượng cái món đồ mà mình bán. Đấy. Cho đến cái chuyện là bán thịt sống rồi thú cưng các loại. Cái chuyện mà quý vị bán thịt á, thậm chí là quý vị dù chín hay sống, tức là quý vị ví dụ như những cái nghề như là cái nghề R&B, thực tế nằm trong cái chuỗi thực phẩm thôi. Quý vị mua bán thịt, tại sao mà cái chuyện mình bán, khi mình mua thịt á, thì nó không phải là tà mạng, nó không có phạm nghiệp, nhưng khi mà mình mua về để mình bán lại thì nó lại là tà mạng. Tại sao? Tại vì khi quý vị mở một cái cửa hàng mà bán thực phẩm á, tự nhiên là quý vị sẽ có cái mối làm ăn. Rồi do quý vị có cái mối đó, quý vị sẽ phải đặt hàng. Ví dụ như tôi cần 5 tấn thịt, 3 tấn thịt, hoặc là 100 kg thịt. Thì chính bởi vì cái lời nói của mình mà chỗ giết mổ họ sẽ giết mổ cái số lượng mà mình cần. Và họ giết mổ để cho mình. Chính bởi vì như vậy cái nghề buôn bán thực phẩm mà mình có cái mối mình đặt trước nó trở thành tà mạng. Còn cái chuyện mà mình đi ra chợ mình mua á, nó lại không tạo nghiệp, bởi vì người ta không có giết mổ cho mình nha, người ta không có giết mổ cho mình. Chính bởi vì như vậy mình nó rơi vào là không thấy, không nghe và không nghi ngờ cái chúng sanh đó vì mình mà chết. Còn cái người mà đặt hàng trước á, thì rõ ràng chúng sanh đó vì mình mà chết. Đấy. Cho đến cái chuyện là quý vị mua bán thú cưng, quý vị hiểu một chuyện như thế này: khi mà mình mua bán tức là mình kiểm soát, giam cầm sự tự do của chúng sanh khác. Ví dụ như bắt con đó nó bỏ vào ở trong lồng nuôi nhốt,
bản thân nó là cái nghiệp bất thiện. À. Rồi cái chuyện người ta mua về để làm cái gì là chuyện của người ta, nhưng mà bản thân cái việc mà mình bán ấy, là mình bắt những cái con này con kia mình nhốt nó, rồi để mình kinh doanh, mình kiếm được cái sự nuôi mạng dựa trên sự mất tự do của chúng sanh khác. Chính bởi vì như vậy nó là nghề tà mà. Khi quý vị hiểu rộng ra cái ý nghĩa đó thì quý vị sẽ thấy là nó không có giới hạn ở trong năm cái nghề mà trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói, mà nó phải mở rộng ra là tất cả những nghề nó làm ảnh hưởng đến quyền lợi và hạnh phúc của chúng sanh khác, cũng như làm ảnh hưởng đến cái giới hạnh của mình, thì nó là nghề tà mạn.